Trường công lập Seattle quyết định trường học sẽ trông như thế nào vào mùa thu này. Đó là bắt đầu với việc biết có bao nhiêu học sinh dự định đi học trở lại. Chúng tôi muốn quân bình, cung cấp nhiều thời gian giảng dạy tại lớp nhất có thể, đồng thời đảm bảo sự an toàn cho học sinh và nhân viên. Chúng tôi có một mục tiêu hàng tuần, đó là tất cả học sinh mẫu giáo đến lớp 12 sẽ nhận được tối thiểu 2 ngày học tại lớp. Điều này là để cho phép thực hiện việc giãn cách xã hội và tính đến kích thước của các tòa nhà trường học của chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng cung cấp cho các gia đình một lựa chọn học tập trực tuyến 100%. Đây là cho các gia đình có thể chưa sẵn sàng gửi học sinh của họ trở lại trường vào tháng 9. Tuần trước, chúng tôi đã gửi một bảng câu hỏi cho tất cả các gia đình, hỏi họ dự định chọn phương án nào cho mùa thu năm 2020, học bán thời gian tại lớp hay trực tuyến 100%. Một khi biết các gia đình đề bạc lựa chọn nào, chúng tôi có thể phân công giáo viên và sắp xếp các lớp học trong các tòa nhà của trường để đáp ứng với các hướng dẫn giãn cách xã hội. Chúng tôi sẽ bố trí một giáo viên cho mỗi 12 đến 15 học sinh trong các tòa nhà của trường, tùy thuộc vào diện tích vuông có sẵn. Một khi chúng tôi biết cần có bao nhiêu phòng học, sau đó chúng tôi có thể hoàn tất sắp xếp lịch học tại lớp. Lịch học tại lớp sẽ được bổ sung với việc học tập trực tuyến để đảm bảo học sinh được học tập cả tuần. Kế hoạch mở lại cuối cùng theo yêu cầu của OSPI sẽ được Hội đồng Giáo dục phê duyệt vào tháng 8. Đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục khiến cho việc lên kế hoạch trở nên khó khăn. Để xem thông tin mới nhất của trường công lập Seattle, hãy truy cập trang web của chúng tôi seattleschool.org/fall-planning.